Ngán thật. Cứ bằng rồi. Nó con hổ mang này quá đỉnh. Đấy mọi người thấy cái lưỡi của nó thật thà. Chú Thái ơi. Đâu ơi chú ơi. Ui ôi. Ui ôi. Ui ôi. Đâu ơi chú ơi. Rắn gì đấy chú? Tậm lạp thế. Chú thấy rắn gì đấy? Ui xời ơi. Sao ấy? Chỉ biết là nó nhẵn tao đào ấy. Thế là cháu tưởng chú thấy rắn. Rồi hồi nãy cháu đi bên kia nhá. Cháu thấy chỗ cái luồng cây đây đấy. Ừ. Không gọi được hay là sao? Cháu đi xem cái luồng cây bên kia mà thấy xác rắn. Xác hình như xác hổ mang hay sao ấy. Thế là cháu để tính vào xem vào lật tung xem cái đám cây kia xem như nào. Thì chú gọi luôn cho cháu phải chạy sang đây. Thật rắn mới tinh luôn mà. Mới tinh luôn đấy. Mỗi này to phết nhỉ. Đứng sang bên kia kìa. Quay cứ đứng một chỗ đấy quay sao được. Rồi sang bên này một tí. Ui giời. Ui giời ngồi. Mẹ. Nít ngay vào cây gai. Phát rồi đít. Ê đây. Đây. Đây rồi đây rồi. Mẹ hổ mang điên si. Đây rồi. Bên này thấy một con mà tao vừa nghe thấy khỉ bên này. Điên chuỗi luôn. Ủa, chắc chú vẫn đang trườn trườn bên trong sâu kìa. Không phải đâu, bên này tuyên này. Cái chỗ mà mình vừa có một cái lỗ ở đây này. Phải chỗ này ra xem. Nhẹ nhàng thôi, không lại vào nó. Cái chỗ mà vừa có lỗ đấy. Vừa tao vừa nghe cái xì xì ở bên này nữa. Kìa, đấy. Có bảo phải lỗ phía dưới vào. Chặt cái này ra, thất ra. Tao bữa nhìn thấy con hổ mang rồi. Đèn chút luôn. Ê, được rồi, ngon rồi. Thật này không lại chọc vào người nó anh chưa ạ. Sâu. Lấy xuống. Kìa. À đây rồi. Chắc cứ dễ đi. Được rồi. Cái vải này bề ngoài nó màu đỏ đỏ giống như kiểu khoai lang đấy nhỉ. Ê. Ui con trời chưa? Ơi. Ôi chú ơi. Hả? Hai đầu thật ơi. Hai đầu á? Hai đầu. Nhìn thấy một hai đầu. Một đầu đây nhá. Ừ. Một đầu tít vào trong kia đấy nhá. Đây mọi người nhìn này. Ok không? Bớt ra nhỉ, bớt lại nào. À. À. Cái đầu nó đang lên này cả nhà. Cả nhà nhìn thấy cái đầu không? Thì hai đấy. Con rồi nhỉ. Thôi là thứ hai con á. Hai con. Mổ con tay. Hai cái đầu thôi mà.
Đúng hai cái đầu. Đúng hai cái đầu luôn. Hai con đó. Điền bóng luôn đúng không ạ? Điền bóng luôn. Chuyền chuyền trong đèn xi cái đuôi à. Đen hơn cả cục than. Đuôi. Khả năng hai con thật đấy. Ý trời ơi. Kia trong kia vẫn còn gốc vải hay sao ấy chú ạ? Gốc to lắm. Nó cuốn ở trong phía trong gốc đấy đấy. Bóng loáng này. Người nhá. Trên tay mình đây là miếng cao rán hổ mang, một cái sản phẩm đặc biệt của tem Sa Mát ẩm thực vùng cao. Thì cao rán hổ mang có công dụng đặc trị các bệnh liên quan đến xương khớp, ví dụ như các bệnh liên quan đến xương khớp là vôi hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, tổn thương các khớp, vôi hóa các đốt sống lưng, sống cổ, đau nhức vai gáy, tê bì tay chân, phục hồi sức khỏe cho người mới ốm dậy. Cao rán hổ mang có công dụng về cải thiện cái chức năng sinh lý của nam giới. Đây là cái giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh. Đấy. Đây mọi người nhé, giấy đăng ký kinh doanh. Đây là cái giấy an toàn, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy mọi người ạ. Kết quả, báo cáo kết quả phân tích. Đấy. Mẫu là cao rán hổ mang. Đấy mọi người nhé. Đấy. Cái này là cái mẫu cái giấy chứng nhận cho cái kiểm định cũng như là cái kết quả của bên an toàn vệ sinh thực phẩm đã đóng dấu cho mình. Đấy. Trên cao rắn những cái thành phần nào thì nó sẽ có hết ở đây. Đấy, mọi người nhé, nó đủ điều kiện để người ta sẽ cấp cho mình một cái giấy chứng nhận là an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó chiếu ánh nắng mặt trời vào nhìn nó, nhìn nó cực kinh luôn nhỉ chú nhỉ. Hai màu sao một con hơi đục kìa. Còn một con bên này thích đục kìa. Úi. 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 Úi giời. Úi mọi người thấy chưa? Bảnh ấy. Úi giời ơi. Lấy túi ơi. Lấy túi Tuyên. Lấy túi. Lấy túi cho vào đây còn con kia đấy. Đủ ghê. Cái giá màn thật đây. Con này loáng. Nhìn đến kít rồi. Sợ chưa? Cẩn thận nha chú nhá. Bóng loáng thật. Ý, móc đuôi rồi. Kìa đầu nó trong kia kìa chú kìa. Đấy, đầu nó lên đấy rồi. Ui mẹ, đầu con này to thế. Ôi, con này to mà. Đấy, như con to. Cái bánh này
Thơm bóng dạ mà. Đẹp kít, mẹ con này bóng loáng. Từ đầu đến sáng như này. Nhưng mà con này không có mặt trăng. Không có mặt. Cái gì thôi. Nếu có hỏi nó trắng trắng đâu. Mọi người nhìn thấy cái bụng của nó này. Đèn chúi luôn. Bóng mẹ. Bóng kinh khủng. Phong sẽ soi xem có thấy mình gương như kiểu gương. Sao thấy như vậy. Con này loàng quạng là nó bực đấy. Thứng. Bỏ túi đấy. Dã man cho mọi người nhìn này. Quá, quá đỉnh luôn. Thật sự là kiếm được con hổ mang này quá đỉnh luôn. Đấy, mọi người thấy cái lưỡi nó thật hẹp hẹp. Ý dồi. À, ấy. Lưỡi nhanh nhỉ. Lưỡi giống lưỡi tuyến á. Nhít lại đang phun độc chứ. Cho đi, xem là con nào chưa. Đây mọi người nhé. Khi mà mình đào hang rắn ấy, mình sẽ nó, con rắn nó trườn mà. Nó sẽ để lại cho mà những cái vết bò rất là bóng này. À, nhìn thấy chưa? Nè. Vết bò rất là bóng. Đây này. Đây mà. Ừ. Đây. Thấy như kiểu phản cái gương đấy chưa? Ôi giời. Nó bóng này. Khi con rắn nó trườn cái mình con rắn nó trườn qua nó sẽ để lại vết bóng này. Đây cho mọi người xem. Sao chú? Đây. Đấy. Khi mà đấy mọi người thấy chưa? Nó bóng nhờ. Nó bóng nhè này. Khi con nước rắn nó mình nhìn thấy trong nước nhỉ. Nó trườn qua nó sẽ để lại những cái vết bóng nhè. Đấy. Đây là cái kinh nghiệm mà khi tìm hang rắn, nếu như cái vết trườn ấy mà nó bóng như này mà nó đi xuôi thì đấy là con rắn nó còn trong lỗ. Nhưng mà khi mà cái vết trườn nó cũng bóng nhè nhưng mà nó lại miết ngược ra thì là con rắn nó đi ra khỏi lỗ rồi. Đấy mọi người nhé. Thì mọi người xem video thì có thể like, đăng ký kênh, chia sẻ video giúp mình nhé. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé.